Đây có lẽ là kỳ World Cup đáng nhớ nhất trong lịch sử, khi châu Á chúng ta có tới 3 đại diện góp mặt tại vòng 1/8 gồm Hàn Quốc, Nhật Bản và Úc. Son Heung-min đã bật khóc sau trận đấu lịch sử của mình trong màu áo đội tuyển xứ sở kim chỉ. Tuy nhiên, giọt nước mắt anh rơi tại trận đấu này khác xa với những lần anh yếu đuối trước đó. Bởi đây là giọt nước mắt đã mang tới hạnh phúc cho Son Heung-min khi anh chính thức giúp Hàn Quốc tiến xa tại một kỳ đại hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Bản tin World Cup đã trở lại trên kênh bình luận viên Anh Quân News. Cùng tôi chúng ta cập nhật những diễn biến mới nhất tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup Qatar 2022. Bản tin World Cup của ngày 3 tháng 12 sẽ có những gì? Sau đây là những tin chính. Huấn luyện viên Uruguay bật khóc khi bị loại. AFC làm nên lịch sử tại World Cup. Nội bộ Pháp xuất hiện rạn nứt. Lewandowski tiết lộ đoạn hội thoại với Messi. Theo tờ Reuters, huấn luyện viên Diego Alonso đã không giấu được những giọt nước mắt của mình sau khi bị loại tại World Cup năm nay dù giành chiến thắng 2-0 một lượt trận cuối. Chúng tôi đã làm mọi thứ để có thể giành tấm vé bước vào vòng 1/8, kể cả khi Hàn Quốc dần lấy tấm vé đó từ tay chúng tôi. Nhưng bóng đá luôn nghiệt ngã như vậy, chúng tôi rời sân với vị nghẹn đắng ở trong cổ họng. Có lẽ thất bại 0-2 trước Bồ Đào Nha đã khiến chúng tôi rơi vào tình cảnh nghiệt ngã như ngày hôm nay. Lẽ ra ngày hôm đó chúng tôi nên tìm kiếm bàn thắng. FIFA nói rằng bàn thắng thứ hai của Bồ Đào Nha không phải là một quả phạt đền. Tôi không có ý bảo chữa, nhưng tôi cũng chẳng đòi hỏi gì hơn từ các học trò vì họ đã chiến đấu hết sức mình. Đội trưởng tuyển Hàn Quốc đã vui mừng trước chiến tích vượt qua vòng bảng World Cup cũng như gửi lời cảm ơn đến toàn đội khi đã chiến đấu đến cùng. Đây là một trận đấu khó khăn như tôi nghĩ và càng khó hơn khi chúng tôi sớm nhận bàn thua. Tuy nhiên chúng tôi đã có được kết quả tốt nhờ các cầu thủ thi đấu với tinh thần không bỏ cuộc, chiến đấu đến những giây cuối cùng. Tôi rất vui và tự hào với kết quả đặc biệt này. Son cũng bày tỏ sự biết ơn với huấn luyện viên Bento sau khi giúp đội tuyển của anh góp mặt tại vòng 1/8. World Cup 2018 ở Nga, chúng tôi đã cố gắng hết mình nhưng không thể có được kết quả như thế này. Tôi rất vui vì đã đạt được kết quả tốt ở giải đấu năm nay. Tôi đã chờ đợi giây phút này từ lâu và tôi nghĩ các cầu thủ chắc chắn sẽ làm được. Vòng 16 đội là mục tiêu của chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng hết mình thi đấu tốt nhất trong bóng đá. Không ai biết trước kết quả, Son xúc động nói. Tôi rất biết ơn vì đây chưa phải là trận đấu cuối cùng của huấn luyện viên Paulo Bento bởi ông ấy không có mặt trên bàn ghế huấn luyện. Tôi rất vui khi trận tới, ông ấy lại chỉ đạo chúng tôi. Báo chí thế giới dành nhiều lời khen đến Son Heung-min cũng như tuyển Hàn Quốc sau chiến thắng trước Bồ Đào Nha. Theo đó, tờ ESPN đã dành nhiều lời khen với những gì Son Heung-min đã thể hiện. Son chỉ mới thi đấu sau khoảng 1 tháng phải phẫu thuật chấn thương gãy xương gò má. Nhưng điều đó không thể ngăn cản sự phi thường của cầu thủ này trước Bồ Đào Nha. Son có vẻ mệt mỏi trước khi tung ra đường truyền cho Hoàng Hee-chan, nhưng anh ấy vẫn nỗ lực để thu hút các hậu vệ Bồ Đào Nha rồi kiến tạo đầy đẳng cấp. Trong khi đó, tờ ESPN ấn tượng với những phẩm chất của Son Heung-min. Tình huống kiến tạo cho Hoàng Hee-chan đã bộc lộ ra mọi phẩm chất tốt nhất của Son Heung-min, đó là pha bóng hoàn hảo với mọi mặt. ESPN tin Hàn Quốc còn cơ hội để viết tiếp điều kỳ diệu sau khi vượt qua vòng bảng. Với phong độ ấn tượng như hiện tại, Hàn Quốc đủ sức tạo ra những khoảnh khắc phi thường khác, họ sẽ làm được bởi có trong tay Son Heung-min. Theo tờ Sportstar, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Liên đoàn bóng đá châu Á đóng góp đến 3 đại diện ở vòng 16 đội tại một kỳ World Cup. Cụ thể, đoàn quân huấn luyện viên Paulo Bento cùng Australia và Nhật Bản là 3 đại diện AFC góp mặt ở vòng 16 đội. Trước đó, Australia đánh bại Đan Mạch 1-0 ở lượt cuối bảng D và cùng Pháp tiến vào vòng trong. Ở bảng E, Nhật Bản cũng giành chiến thắng xuất sắc 2-1 trước Tây Ban Nha để có vé đi tiếp, khiến Đức phải xách vali về nước. Lần gần nhất AFC có 2 đại diện tiến vào vòng 16 đội là World Cup 2010 trên đất Nam Phi. Khi đó, Hàn Quốc và Nhật Bản cũng dắt tay nhau đi tiếp. Tuy nhiên, hai đội tuyển lần lượt thua Paraguay lẫn Uruguay ở vòng 16 đội và bị loại. Hàn Quốc cũng là đội tuyển châu Á có thành tích tốt nhất tại một kỳ World Cup. Đội tuyển xứ sở kim chỉ giành vị trí thứ tư chung cuộc ở World Cup 2002 được tổ chức trên quê nhà và tại Nhật Bản. Theo tờ Daily Mail, sau khi trận đấu giữa Argentina và Ba Lan khép lại, cả Lewandowski và Leo Messi đã có cho mình những cuộc trò chuyện ngắn, bật mí về cuộc hội thoại. Chân sút đang thủ biên chế Barcelona đã tiết lộ rằng: "Chúng tôi nói chuyện một chút, rất vui. Tôi đã nói với Messi rằng tôi đã chơi phòng ngự nhiều hơn bình thường. Nhưng đôi khi đó là điều đội bóng cần. Tôi đoán đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình có thể hạnh phúc sau một trận thua. Có thể nói đó là một thất bại vui vẻ. Tôi không hài lòng với cách chúng tôi chơi. Dĩ nhiên là không. Chúng tôi không thể hài lòng với màn trình diễn vừa rồi. Chúng tôi không muốn mạo hiểm và bạn biết đấy. Chúng tôi đã đạt được kết quả như mong đợi vì chúng tôi đã lọt vào vòng tiếp theo. Dù thua nhưng chúng tôi vẫn có thể hạnh phúc." Theo tờ Sport, nội bộ đội tuyển Pháp xuất hiện những rạn nứt giữa các thủ với nhau. Cụ thể, tiền đạo Dembélé đã lên tiếng chỉ trích Pavard vì màn trình diễn kém của anh trước trận thua với Australia.
Olivier Giroud và đội trưởng Hugo Lloris buộc phải đứng ra bảo vệ đồng đội. Tuy nhiên, mọi chuyện được xem là không mấy khả quan. Pavard sau đó được cho là bị cô lập. Trước trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Tunisia, Pavard là một trong số những cầu thủ được huấn luyện viên Didier Deschamps cho nghỉ ngơi. Nhưng ông nói với báo chí rằng cậu ấy không ở trạng thái phù hợp để thi đấu. Pháp đặt hy vọng lớn về việc bảo vệ trước vô địch World Cup. Les Bleus đã cho thấy rằng chất lượng đội hình sẽ giúp họ vượt qua các đối thủ. Tuy nhiên, huấn luyện viên Deschamps sẽ phải dành sự quan tâm tới vấn đề kể trên để tránh một vụ bất hòa bùng phát như tại Euro 2020. Việc để thua 0-2 trước Uruguay, đội tuyển Ghana chính thức bị loại khỏi World Cup 2022 với vị trí bét bảng. Nỗi buồn của người dân Ghana còn kéo dài thêm khi huấn luyện viên Otto Addo cũng xác nhận sẽ chia tay đội tuyển sau trận đấu này. Tôi đã nói khi bắt đầu làm trợ lý vào tháng 10 năm ngoái, rõ ràng là tôi sẽ dừng lại sau World Cup 2022. Hiện tại tôi và gia đình nhìn thấy tương lai của chúng tôi ở Đức. Tôi thích vai trò của mình tại Dortmund, chúng tôi rất hạnh phúc ở đó. Ngay từ ngày đầu tiên tôi đã nói nếu chúng tôi đủ điều kiện tham dự World Cup, tôi sẽ từ chức sau giải đấu dù có chuyện gì xảy ra, thậm chí ngay cả khi chúng tôi là nhà vô địch thế giới. Đây là quyết định của gia đình tôi. Ngoài ra, ông cũng khẳng định không có chuyện đội bóng của ông buông ở trận đấu với Uruguay. Chúng tôi chỉ muốn ghi bàn để hòa hoặc giành chiến thắng. Không ai nghĩ mọi chuyện diễn ra theo cách đó. Điều chúng tôi muốn là cố gắng đạt được một tỷ số hòa, nơi mà chúng tôi có cơ hội giành vé đi tiếp. Theo tờ Daily Mail, Australia đã chỉ trích FIFA vì cách xếp lịch thi đấu vòng 16 đội, cho rằng thời gian nghỉ sau vòng bảng quá ngắn và FIFA đang đối xử với các cầu thủ không khác gì những con robot. Trợ lý huấn luyện viên của đội tuyển Australia, Ryan Mullenstein nói: "Tại sao FIFA có thể làm điều này tại một giải đấu có uy tín cao như vậy? Thời gian 4 ngày nghỉ sau vòng bảng vốn đã ngắn, giờ chúng còn ngắn hơn. Nếu muốn thấy màn trình diễn chất lượng cao tại World Cup, họ nên điều chỉnh lịch thi đấu. Đối với các đội khác cũng vậy, nhưng chúng tôi hầu như không có thời gian để khôi phục phong độ tốt nhất. Cần có sự phục hồi giúp trí óc của các cầu thủ sẵn sàng tiếp nhận thử thách." Đồng tình với ban huấn luyện của mình, hậu vệ Milos Degenek của Australia cũng có những bức xúc. "Đó là điều mà FIFA cần xem xét. Chúng tôi không phải robot. Chúng tôi là con người và cần phải hồi phục. Chúng tôi không thể liên tục thi đấu ngày này qua ngày khác, đặc biệt là với những chàng trai đã chơi 3 trận liên tiếp. Giờ họ chỉ có khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi." Theo tờ The Mirror, Luis Suarez chỉ trích quyết định của trọng tài khi không cho Uruguay hưởng quả phạt đền muộn. Vụ việc xảy ra sau khi Darwin Núñez bị Daniel Amati hạ gục trong vòng cấm của Ghana. Pha bóng của Darwin rất rõ ràng đó không phải là lời bào chữa, nhưng những quả phạt đền khó tin đang được trao ở World Cup này, còn Ủy ban trọng tài và FIFA ít nhất họ phải cố gắng giải thích rõ hơn. Suarez giải thích rằng sau trận đấu anh đã cố gắng gặp vợ con để ôm họ, nhưng bị FIFA từ chối. Anh tiếp tục: "Tôi đã thấy một cầu thủ Pháp với các con của anh ấy trên băng ghế dự bị. Vậy tại sao luôn có vấn đề trước Uruguay? Có vẻ như chúng tôi phải có thế lực ở cấp độ truyền thông để được gặp các con của tôi. Hãy để chúng xuống đây một giây để chào tôi." Nhưng này, đó là FIFA. Với quá nhiều sự thay đổi trong đội hình, Brazil đã thực sự gặp khó trong khâu ghi bàn. Dù tung ra được tổng cộng 21 cú sút, Seleção vẫn không thể nào xuyên thủng mảnh lưới của đối thủ. Thậm chí, khi trận đấu bước sang phút bù giờ, tiền đạo Vincent Abubakar đã trừng phạt sự hớ hênh của hàng thủ Brazil bằng pha lắc đầu điệu nghệ. Đó cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu và khiến đại diện Nam Mỹ nhận trận thua đầu tiên trên đất Qatar. Sau trận thua rạng sáng nay của tuyển Brazil, World Cup 2022 đã chứng kiến điều kỳ lạ khi không có đội tuyển nào giành thành tích toàn thắng tại vòng bảng. Theo Opta, đây là điều chưa từng xảy ra kể từ World Cup năm 1994. Ba đội bóng có thành tích xuất sắc nhất cho đến lúc này là Hà Lan, Anh và Maroc với cùng 7 điểm. Đội bóng có được chỉ số bàn thắng kỳ vọng tốt nhất ở vòng bảng là Đức với 11,61. Tuy nhiên, họ chỉ ghi được 6 bàn. Sự phung phí đó khiến cỗ xe tăng đã phải nhường tấm vé đi tiếp cho Tây Ban Nha và Nhật Bản. Sau khi xem xong clip này thì các bạn có thể truy cập vào đường link được gắn ở top comment ngay dưới đây thôi. Và các bạn sẽ chơi những trò chơi siêu dễ, nhận những phần quà siêu hấp dẫn từ chúng tôi.